Xin chào mọi người và tiếp tục chuỗi video về chủ đề tích xanh Facebook. Ở trong video thứ 14 này thì Dũng sẽ chia sẻ với mọi người là cách làm việc với báo chí và mình cần chuẩn bị những cái đầu báo nào để mình có thể lên được tích xanh Facebook. Và khi mọi người muốn lên tích xanh cho cái tài khoản Facebook chính chủ của mình ấy thì khi mình gửi đơn ấy thì cái khâu báo chí là một cái điều kiện rất là quan trọng. Thì cái lời khuyên của Dũng là các bạn mà muốn lên tích xanh cho tài khoản Facebook chính chủ của mình nhá, thì mọi người nên xem hết các cái chuỗi video này của Dũng nhá. Thì Dũng up ra từng thứ tự rồi đấy. Còn cái cách lên chi tiết nhá, cách lên chi tiết thì mọi người xem cái video thứ tư này, thì hướng dẫn là từng bước là mình làm việc và mình gửi đơn cho Facebook như thế nào và mình gửi qua cổng nào, mình gửi qua đường link nào. Thì mọi người xem cái video thứ 4 này, thứ 4 này, thì nó sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước một. Và trong video này ấy, thì là về cái phần làm việc với báo chí nhá, thì ở đây là Dũng đã chuẩn bị này, là cái thứ nhất là khi mọi người lên tích xanh thì mọi người biết là mình cần chuẩn bị những cái đầu báo nào nó uy tín đúng không. Thì ở đây Dũng đã chuẩn bị một cái file ảnh này, thì ở đây Dũng có thể zoom ra thì mọi người có thể nhìn thấy này. Thứ nhất là có những cái đầu báo như là báo Dân Chí này, báo Việt Nam Express này, báo Việt Nam Net này, báo Nhân Dân này, báo Tuổi Trẻ này, báo Đời Sống Và Pháp Luật này, báo Thanh Niên này, Cà Phê Bích này, báo Dinh này, báo 24 giờ này. Đấy, thì đây là những cái đầu báo chính thống và uy tín, có lượt traffic cao và lượt tìm kiếm cao, thì nó sẽ giúp mình nâng tầm thương hiệu cá nhân của mình. Và khi mình lên tích xanh ấy, thì con AI của Facebook ấy, nó sẽ quét cái tầm ảnh hưởng của mình ở trên Internet để xem mình có giá trị gì. Và khi mình lên được báo chí ấy, thì nó sẽ làm được cái điều đấy. Rồi vì khi mình lên được báo ấy, thì cái thứ hạng tìm kiếm của báo chí ở trên Google nó rất là lớn. Thì con AI của Facebook nó sẽ đọc được những cái điều đấy. Và cái tiếp theo thì có hai cách để mình có thể lên được báo chí. Là một là khi mọi người tham gia các sự kiện này, chương trình này, hội thảo này, hay là cái cuộc thi gì đấy, thì gần như là mọi người được truyền thông PR miễn phí. Và cách thứ hai ấy, là mình sẽ làm việc thông qua các bên media, các bên chuyên lên báo ấy. Thì khi mọi người lên báo ấy, thì thường là mình làm việc với bên báo chí thì mọi người sẽ chuẩn bị những cái nội dung chính như sau. Thì thứ nhất là, một là tôi là ai này, cái thứ hai là tôi làm gì này, định vị bản thân mình, và cái thứ ba là những cái giá trị mình trao cho cộng đồng là gì, và cái thứ tư ấy, là mình có cái kết quả giải thưởng gì không. Thì mình sẽ chuẩn bị những cái nội dung đấy vào file Word và mình sẽ gửi cho các bạn ở bên lên báo chí. Thì các bạn sẽ viết bài cho mọi người và mình sẽ biên tập lại theo cái bài đấy, và mình sẽ chọn cái đầu báo nào mình muốn xuất bản lên. Thì về cái cách làm việc thì nó rất là dễ thôi. Còn bạn nào mà chưa dành ấy, hay chưa có mối quan hệ thì mọi người có thể liên hệ Dũng, thì Dũng sẽ kết nối cho mọi người. Thì sau khi mình sẽ lên báo nhé, mình lên xong những cái đầu báo này ấy, thì mình đã chuẩn bị xong cái điều kiện thứ hai để mình có thể là gửi đơn cho Facebook rồi. Và có một cái lời khuyên nữa là khi mình lên tích xanh ấy, thì mình cần 5 đến 7 bài báo chính thống đúng không? Thì cái lời khuyên nhé là mọi người từ 15 ngày đến 20 ngày, hoặc là đến 1 tháng đi, thì từ 15 ngày đến 20 ngày thì mình lên một bài, mình cứ khoảng 20 ngày mình lên một bài, chứ mọi người đừng lên ồ ạt một phát là 5 bài 7 bài thì cái điều này nó sẽ không tốt nhá. Và sau này khi AI Facebook nó quét ấy, thì nó sẽ phát hiện ra là mình xuất hiện cùng một thời điểm ấy. Thì trước đây thì không sao, nhưng mà bây giờ thì cái tỷ lệ rớt tích thì nó khá là cao. Thế nên là cái lời khuyên tốt nhất là mình sẽ dành cho khoảng 20 ngày mình lên một bài. Mình nên chuẩn bị từ từ dần dần mọi người nhé, chứ mình đừng lên ồ ạt một một phát là cái điều đấy là không nên. Thì ok, là trên đây là cái kinh nghiệm của Dũng, thì Dũng xin kết thúc cái video này ở đây.